Tiếp tục với tin tức này, bên cạnh hai giả thiết vừa rồi về nguyên nhân tài xế xe tải chạy xe với tốc độ bất thường, có lúc vượt 100 km/h, lực lượng chức năng đã đặt ra nghi vấn về tài xế xe tải này đã sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lần xét nghiệm nhanh đầu tiên đã cho kết quả âm tính. Mặc dù kết quả kiểm tra là âm tính, tuy nhiên do những hành vi rất không bình thường của lái xe Võ Văn Quý như vượt qua trạm thu phí, bấm còi, chạy ngược chiều với tốc độ nhanh, nên công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tiến hành xét nghiệm lần thứ hai với trang thiết bị hiện đại hơn để có kết quả chính xác hơn. Lái xe Quý hiện đang trong tình trạng bị thương rất nặng. Anh này nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng, xây sát nhiều nơi, không có huyết áp, hôn mê sâu. Theo chị Quách Thị Phú là vợ của tài xế Quý thì chị cho biết là chồng mình làm nghề lái xe đã được 3 năm rồi và anh chỉ hút thuốc lá thôi chứ không có nghiện hay là sử dụng bất kỳ một cái loại chất kích thích nào khác. Nếu như buồn ngủ trong quá trình mà lái xe thì anh Quý thường có thói quen là uống bò húc hoặc là ăn quýt. Trước ngày xảy ra tai nạn thì tài xế Quý còn dẫn cả nhà đi ăn và chị Quý thì cũng đã thay mặt chồng mình xin lỗi thân nhân và gia đình của những người bị nạn. Trong trường hợp tài xế không sử dụng chất kích thích thì chuyện gì đã xảy ra khiến anh này có thể chạy với tốc độ gấp đôi tốc độ cho phép trên cung đường đó như vậy? Đó đang là thắc mắc của nhiều người. Một giả thiết nữa được đặt ra là xe bị mất phanh nên tài xế mới bóc còi liên tục để cảnh báo và lạng lách để tránh các xe khác, hoặc phải chạy thật nhanh để vượt trạm thu phí để không phải trả tiền. Sau đó gặp chốt cảnh sát giao thông nên đã bỏ chạy. Vâng, tất nhiên thì đó đều là những suy luận mà thôi. Liên quan đến nghi vấn xe tải bị cảnh sát giao thông truy đuổi thì cảnh sát giao thông Gia Lai cho biết là do xe tải lao với tốc độ quá lớn và bất thường, trong khi thời điểm đó thì xe tuần tra cảnh sát giao thông đi ngược hướng với xe này nên là việc yêu cầu dừng xe là không thể. Cảnh sát giao thông của Gia Lai thì cũng đã khẳng định rằng là thời điểm xe tải lao với tốc độ lớn trên cái quãng đường là 20 km rồi gây ra tai nạn thì cái chiếc xe này không bị cảnh sát truy đuổi.